Em xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em đến với kênh Tiệm Sắt Đức Thắng anh em. Bữa nay em lên xã ăn ít máy dầu, nhờ anh em cũng như cô chú tham khảo nha. Cái con đầu tiên em xả tiếp của video thứ hai ngày 24 tháng 10 là con SS90 gió đạn. Nào mặt cam em thấy để chứ là Vinaru nè. Vinaru bóng bóng ghim còn coi chứ. Cô chú như anh chị nhớ lưu ý ha, máy đã qua sử dụng ở Việt Nam nha, máy đã qua sử dụng ở Việt Nam, bộ khóa dầu pin nó còn nè, thùng dầu nó còn, kết nước còn luôn, boe còn luôn, nhưng mà mất bô lửa cô chú. Cái này là nếu mà chạy cặp nhà là bảo đảm là nếu hai chồng nào mới cưới là thức sáng đêm luôn. Cho bộ sùm lại sớm. Chứ ôm sùm lần sớm khỏi ngủ luôn. Này nó thiếu cái bô cô chú ơi. Nó gì với cái ống khói này mình dễ xử, mình hàng cái bô nó thông thông. Con số cô chú đâu có chịu xài bô ấm đâu. Còn mặt ram trước thì em thấy nó còn cũng còn sáng sủa lắm nè. Đó, ngoại hình thì nãy giờ em chưa nghe quay thử nhưng mà em nghe nhịn nói là nó bị dính bét nè cô chú. Rồi máy này xài bật đạn gió nè cô chú nhớ lưu ý giùm em nha. Cái tông nó là 85 ly. Rồi nhờ con bỏ xuống đi trời. Hiện trạng là máy gì đây? Liên lạc. Liên lạc có vui. Ốc bên dớn thì gì đây? Em nhìn thấy giống có dấu chạy. Không có dấu chạy không? Máy không có tum. Đặc biệt là không có cắm khối. Dây cô gò thì nó găng này cô chú. Găng cái này về phải đủ trước phải thay. Dây cô gò gió nó là em nhớ là cái số là 39 cho gió cô chú. Cô chú nào có chốt cái này thì nhờ cô chú nhắc giùm em ấy, tặng cho cô chú cộng dây gió. Bị nhà em có bán. Còn số ghi của máy này là 010 846. Máy này thích hợp cho cô chú bơm cái đầu bò 2 tấc 6 3 tấc á. Ở đó 90 là 2 tấc 6 3 tấc nếu mình chạy đề ghét ha. Bên em bán là 601. Nếu mà cô chú mua về bơm nước luôn thì nó là giá gì đó. Rồi nhờ con test hàng cho cô chú mình nha. Đưa lên lỗ mũi thử coi. Gian tay cũng còn được quá nè. Gian tay còn được mà chạy nó bị khói rồi. Rồi em xin báo giá cô chú mình luôn ha. Máy này thì theo góc độ của em nhận xét là nó ra khối. Hơi kêu đạn nhẹ cô chú. Hơi kêu đạn nhẹ. Theo góc độ mình nhận xét mình biết á. Rồi bữa nay em xả hàng cho cô chú mình. Em bán cô chú mình cái máy này là 4,2 triệu bao ship cô chú.
còn cô chú nào mua tại chỗ thì em trừ lại 500, còn 3,7 triệu. Là một cái dân ma ớt 90 gió đạn. Gió đạn luôn nha cô chú. Gió đạn mà thằng này, nếu mà gió đạn bây giờ là nó, nếu mà hàng Nhật Bản giờ là nó cỡ khoảng tầm 9 triệu. Ở tầm 9 triệu. Rồi cô chú nào có làm được máy này thì alo giùm em nha. 3,7 triệu nếu cô chú tự vận chuyển, còn 4,2 triệu là em bao ship. Cô chú nào làm được máy này thì hú em. Rồi tiếp tục một em nữa. Cái này là ớt 10. Máy này gì em nè. Máy này vụ gì cho em nhìn thấy tán bánh chớn lòng phái nè. Ok, máy còn sáng lắm rồi. Mà nó cũng không có tôm luôn. Còn số CG nó là 04569 cô chú ơi. 04569. Những cái dòng máy này cô chú để đồng bơm nước ruộng mà cô chú không lo à. Giờ cô chú mở cái thùng dầu ra luôn, treo can rồi lấy chai sơn xịt màu đen, cô chú tuốt nó từ đầu tới đít hết. Là từ xa là mình nhìn không thấy nó luôn. Mình an tâm, ví dụ mình để đồng bơm nước làm xa nhà thì mình xài những cái máy rẻ mình ngủ nó ngon giấc hơn. Còn máy này ngoại hình thì nó diện cô chú, nó nhìn tướng mạo thì khá đẹp trai. Cái này chắc nó cỡ em à. Giữ gì sao? Giữ gì sao, trời ơi bữa nay nó đẹp trai, nó cỡ em, nó thấy ớn ngốc chưa. Máy thì em nhìn thấy nó còn liên lạc, nó sạch nè, bô e bô lửa còn. Cái nút nước thì người ta làm cái nút gì nè cô chú? Nút ớt 10. Còn cái này nếu mà cô chú xài cái đầu bò nha, thì nó 2.8, 3.2 là cái này nó hợp lý với cái này cô chú. 2.8, 3.2 thì bên em đang bán với giá là 750. Là cô chú xài vừa cho cái máy này nè. Nếu mình chạy đề ghét. Mặt cam trước thì em nhìn thấy cũng ok lắm nè. Phần dầu thì có hàng rồi cô chú. Đang có dầu gãy, bong bong zin còn. Nút nước thì người ta hàng lên khúc mình, là tiện dân. Thùng dầu thì đục ngầu, em nhìn không thấy gì hết. Rồi nhờ con trai rất hàng cho cô chú mình này. Ngồi thì nhớ trước khi về nối dây này lại thì. Cái dây mở ra mình gắn lại lên không được. Đúng rồi. Rồi nha. Một cái không chạy thì 10 trái thế nào nó cũng chạy à. Trời ơi dễ chết. Rồi tắt lên cho anh.
Rồi cái này theo em nhận xét là kêu đăng gió nè cô chú, kêu đăng này nè, kêu đăng gió nè. Còn máy thì nó hơi ra khói cô chú ơi, nó ra khói. Cái này theo em nghe tiếng nó giống máy không được, tiếng bét gì không? Bị hôm gần thường mới ra được 2 ngày cô chú ơi, rồi bốc ngửi nè nha. Bốc bốc ngửi thôi, đừng bốc liếm nha. Đừng bóc liếm là tối nay vợ mà cắn nó tầm bậy cái là chạy nọc tùm lum hết trơn nè. bóc liếm. Rồi em xin báo giá cô chú mình luôn, cái này bữa nay em xả hàng cho cô chú mình, cái này em tính cô chú là 5.3 bao ship cô chú, 5.3 bao ship. Còn giá này là mấy bãi vài ngày nữa em về là nó tầm cỡ khoảng ít 10 là tầm cỡ khoảng 8 triệu cô chú, tầm cỡ khoảng 8 triệu á. Con này 5.3 bao ship. Còn đầu bò bơm nước của máy này là 2832 cô chú, đó là 750 nha. Cô chú nào mua máy mua đầu bò thì alo giùm em nha. Rồi cảm ơn hai anh em nhiều nha. Rồi em xin cảm ơn cô chú nhiều. Chào tạm biệt cô chú.